Em chào các bác ạ. Ở bên em bao ship đơn hàng từ 200.000. Ở nay đi rừng kiếm hạt đác các bạn. Đây là hạt đác tươi. Cái này thì em đã lọc ra hút chân không rồi. Nhờ tiếng Tây cái hạt đác thì gọi là cái lạng các bạn, cửa lạng. Thì ở mùa này thì cũng có buồng, nó cũng già rồi thì không lấy được các bạn. Cái này là hạt non non đó. Thì mới được thôi, già nó cứng lắm không được đâu. Cái này thì hiện tại thì em đang bán là 60.000 một cân. Ở riêng hạt đác thì em sẽ bao ship từ 2 cân các bác nhé. Em sẽ bao ship từ 2 cân. Cái này các bác cũng có thể dùng để rim với đường này rồi. Dứa này, dứa chanh dây đều được các bạn. Rất là ngon. Mình có thể ăn kèm với sữa chua hoặc là ăn kèm với chè. Rất là ngon. Một cân được khá là nhiều ạ. Hàng đến các bác thì em sẽ hút chân không, đến các bác về các bác bỏ tủ lạnh nhé. Còn nếu mà mình bỏ ra mình rim đường thì nó để ngăn mát cũng được, cũng để được khá là lâu đấy các bạn. Nhưng mà mình không nên để lâu quá, tại vì để lâu quá thì chắc nó cũng hỏng ạ. Còn một túi sắp ong. À quên, một túi ong, cái này ong khoái. Em vắt mật rồi thì vẫn còn cái tổ của nó. Các bác nào mà cần về để nấu sáp hoặc là làm thuốc thì các bác liên hệ em. Cái này thì cho tôi chỉ tính tiền cước thôi, không tính tiền hàng các bạn. Đấy, em cho thêm một túi, túi này chắc tầm khoảng cũng được đến một cân không. Các bác nào cần thì bác liên hệ em. Còn sáp này hôm trước cái này được cho các bạn. Được mấy bác đi rừng cho các bác nấu sáp này. Để các bác nào cần thì em có thể chia cho các bác mỗi bác một ít để về làm thuốc ạ. Sáp ong thì cũng có rất là nhiều tác dụng nhá. Thì các bác cũng có thể tham khảo trên mạng xem những cái tác dụng của nó. Còn em thì cái này ai nhà ai mà hay làm bánh dày ấy thì chắc chắn là phải có sáp ong. Đấy, các bác nào mà cần thì em có thể chia các bác mỗi bác một ít ạ, về để làm thuốc hoặc là mình để có những cái tác để làm là những cái tác dụng mà mình mong muốn ấy. Đấy, còn cái này là cho nhé, cái này để em cân. Như cái này đúng một cân luôn ạ. Cái này có đúng một cân thôi, các bác mang về nấu thì bác liên hệ em. Bác mà lấy kèm những cái phân thuốc ấy, các bác mà muốn lấy thì em sẽ gửi cho các bác. Chỉ tính tiền cước, không có lấy tiền đâu. Đấy. Ở bên 1 thì em vẫn có các bác nhá. Em bên 1 thì hiện tại em đang có bao 10 cân này. Bao 10 cân thì một bao của nó là 470.000 một bao ạ. Các bác lấy nửa bao là 240. Ngoài ra thì em vẫn còn có bên hộp các bạn. Bên hộp thì sẽ có... Bên hộp thì là 55.000 một hộp một cân. Ở nhà em lại có chùn quế các bác nhé. Tại em đang bán là... Đây chùn quế này. Chùn quế cân này thì hiện tại em đang bán là 30.000 một cân. 30.000 một cân chùn quế. Để phân hữu cơ thì hiện tại nhà em đang có chùn quế với cả bên 1 các bạn. Các bạn có thể chọn một trong hai cái loại này. Còn phân vô cơ thì nhà em có 5 loại. Vô cơ thì nhà em sẽ có cả tan chậm này, có cả bón lá các bác nhé. Các bác cần loại nào thì các bác liên hệ em. Móc thì nhà em sẽ có móc inox này, móc bọc nhựa này và móc kẽm thường. Đây là móc inox ạ, móc inox bé, móc này dài 80. Móc inox thì rất là cứng các bạn và độ bền của nó rất là cao. Móc inox bé này hiện tại em đang bán là 3.500 một cái. Inox to 90 ạ. Inox dài này, inox to này là inox dài 90 này, bẻ vai, inox bẻ vai. Dài 90 cm, móc này em đang bán là 7.000 một cái ạ. Còn móc kẽm thường 90. Móc kẽm thường 90 thì em đang bán là 3.000 một cái. Móc kẽm thường thì em chỉ có móc kẽm thường 90 thôi. Vì móc kẽm thường 80 thì nó hỏng rất là nhanh các bạn. Nên là em không bán lại đấy nữa. Còn móc bọc nhựa thì nhà em sẽ có móc bọc nhựa. Móc bọc nhựa 80 thì nhà em lại đang hết các bạn. Còn bọc nhựa 90 thôi ấy. Còn móc bọc nhựa 90, bọc nhựa 80 thì còn một ít thôi. Còn có tầm chục cái thôi. Còn bọc nhựa 90 thì em cũng bán là 3.000 một cái ạ. Còn bọc nhựa 1 mét ạ. Bọc nhựa 1 mét thì em đang bán là 3.300 một cái. Đấy, có những cái loại móc này. Ở máy bơm em vẫn còn có các bác nhá. Em còn có một bộ máy bơm đôi ạ. Máy bơm đôi em đang bán là 750.000 một bộ. Là máy bơm đôi. Thì hiện tại thì em đang để ở trong kho nên là em không vào quay được. Đang không tìm thấy chìa khóa. Nhưng mà em vẫn có một bộ máy bơm đôi. Bộ 750.000 một bộ các bạn, là bao ship và có đầy đủ tất cả nhé. Có cả ô doa, có lọc rác, có cần tưới bộ 20 mét dây. Với cả 20 mét dây đấy, có đầy đủ hết rồi. Về các bác chỉ việc lắp cần tưới vào là dùng thôi. Còn cái này là lưới đài ạ.
Hiện tại thì em đang có lưới đài có khổ 2m, 3m và 4m. Là khổ 2m là 28.000, 3m là 40.000, 4m là 55.000. Có màu xanh và màu đen các bạn. Độ che phủ của nó là 70%. Đấy. Ngoài ra thì lưới Nhật em vẫn có các bạn nhé. Nhật bãi thì em vẫn có loại 160, loại 180. Loại 160 là vải ít, còn 180 là loại nguyên lành. Đấy, nhà em còn có hai loại. Nấm hồng chi khô, nhà em có hồng chi khô rồi các bác nhé. Hồng chi khô thì em bán là 250.000 một cân. Đấy. Hồng chi tươi thì phải tùy từng ngày các bạn. Các bác đặt hàng em nhưng mà dạo mấy hôm nay lại mưa cho nên là cũng không đi rừng được. Cho nên là hồng chi tươi thì hiện tại đang không có. Có nghĩa là hồng chi tươi các bác đặt thì mấy ngày sau mà em có hàng thì em sẽ gửi cho các bác thôi. Còn hồng chi khô thì hiện tại nhà em đang có tầm khoảng có mấy cân thôi ạ. Nhà em có tầm mấy cân thôi. Hồng chi khô thì các bác ở miền Nam có thể lấy hàng khô được các bác nhé. Để nói về tác dụng của nấm hồng chi thì nó có rất là nhiều tác dụng các bạn. Nhất là nó có tác dụng thải độc gan này, thải độc gan, thải độc thận rất là tốt. Và ngoài ra thì nó còn sẽ có tác dụng giảm cholesterol này. Rồi rất là nhiều tác dụng khác nhau. Các bác có thể tham khảo thêm cái công dụng của nó ở trên trên mạng. Cái này thì em rút kinh nghiệm năm ngoái. Năm ngoái thì em phơi cả cái nấm ấy. Nên là đấy là khi khô ấy, lúc khô thì nó rất là khó băm các bạn, cực kỳ là khó luôn, nó rất là cứng. Cái đấy thì các bác mang về ngâm rượu được thôi, chứ còn nếu mà băm ra để uống thì rất là khó. Cho nên năm nay em rút kinh nghiệm là em thái trước, em thái thành cái này, xịn xò lắm, thơm lắm các bạn. Chè nhà em vẫn có các bác nhé, hiện tại thì em đang có chè mạn này, hay còn gọi là chè ta. Thì chè đấy em đang bán là 180.000 một cân. Còn chè tuyết ạ, chè tuyết Cao Sơn ở xã, ở cạnh xã em ấy, đây thì em đang bán là 300.000 một cân. Riêng chè thì các bác có thể lấy một vài lạng về uống thử các bác nhé. Một vài lạng về để uống thử ạ. Ngon thì mình lấy sẽ ủng hộ em đến sau. Tại vì lúc chè thì em không ấy lắm, em không nói rõ về cái độ ngon của nó. Tại vì cái đấy thì tùy vào từng bác cảm nhận đấy các bạn. Miến thì nhà em vẫn có các bác nhé. Miến thì hiện tại em đang bán là 90.000 một cân. Ngoài miến ra thì em còn có mật ong khoái. Mật ong khoái em đang bán là 320.000 một cân ạ. Các bác cũng có thể lấy hàng nguyên tổ các bác nhé. Nhưng mà hiện tại trên chỗ em bây giờ cũng sắp hết mùa rồi. Hàng nguyên tổ thì em đang bán là 270.000 một cân. Các bác có thể lấy về tự bắt được ạ. Chậu móc phân thuốc thì nhà em vẫn có đầy đủ các bác nhé. Các bác mà cần loại nào thì các bác liên hệ em, nhắn tin qua Zalo hoặc là gọi điện cũng được các bạn. Các bác nhắn Zalo thì tốt nhất, tại vì nhắn Zalo thì em sẽ lên đơn em gửi cho các bác. Các bác cứ nhắn qua Zalo rồi em trả lời các bác được. Tại vì do là em mỗi một mình em làm cho nên là nhiều lúc em trả lời tin nhắn hơi chậm một chút các bạn. Tại vì em vừa làm việc, vừa con này, vừa trông con, rồi vừa bây giờ nghỉ hè còn con nữa, vừa trông con này rồi vừa đóng hàng các kiểu nữa, rồi việc nhà nữa rất là nhiều, nên là nhiều lúc em trả lời các bác hơi chậm một chút ạ, mong các bác thông cảm. Em cảm ơn tất cả các bác đã xem video ạ. Các bác mà cần những cái loại nào các bác liên hệ ủng hộ em. Vâng, em chào tất cả các bác.